Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Hoàng Phúc CB. Kính chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và gặp thật là nhiều may mắn nhé. Thì hôm nay là đúng hạn 28 ngày rồi mọi người. Thì mình về nước ngày hôm nay là 28 ngày rồi, hôm nay là ngày thứ 29 này. Thì mình sẽ Phúc sẽ làm cái lễ cởi khẩu trang nha. Chia sẻ với mọi người luôn. Bây giờ là chính thức là cởi khẩu trang nha mọi người. Là Phúc rất là khỏe mạnh, không hề bị bệnh, không hề bị sốt, không bị cảm, bị ho sổ mũi gì hết. Bây giờ là chính thức sẽ được hòa nhập vào cộng đồng nha mọi người. Ok, do đó thì bây giờ là Phúc đang chuẩn bị đi ra thị trấn, là ra cái trung tâm huyện của Phúc đó mọi người, để Phúc làm cái thẻ ngân hàng để mình nhận lại cái tiền bảo hiểm, nhận lại cái tiền Denkin sau 3 năm làm việc ở Nhật. Ok, do đó bây giờ là Phúc sẽ mời mọi người cùng đi với Phúc để có thể là giới thiệu cho mọi người về cái huyện mà Phúc, quê của Phúc nó như thế nào nha. Ok, rồi xin mời mọi người. Hôm nay là ngay cái ngày lễ nè mọi người, họp quốc hội nè mọi người, nên là treo cờ hết trơn. Mọi người thấy không? Đường của xã mà đường nhựa nè. Chứ là cũng đang xây dựng lên là xã nông thôn mới mọi người. Nè mọi người thấy không? Nó cũng khá là hiện đại rồi đó. Bây giờ thì Phúc đã chạy vào cái trung tâm huyện của Phúc rồi nè mọi người. Thì bây giờ sẽ quay cái khung cảnh ở trung tâm nội thị huyện của Phúc nó như thế nào nha. Rồi mời mọi người cùng tham khảo với Phúc nha. Đây mọi người, con đường này là trung tâm huyện rồi nè. Thì 3 năm rồi thì Phúc mới quay lại nơi đây á mọi người. Hồi bữa Phúc về nhà là Phúc đi đường khác, chứ không có đi ngang qua trung tâm huyện. Nên là thấy giờ nó thay đổi cũng nhiều á mọi người. Cây cối hai bên đường thì sơn trắng vạch ở dưới rồi nè. Đó mọi người thấy không, nhìn khá là văn minh nha. Thấy là có nhiều cái mới lắm mọi người. Có đón xem đêm hội xiếc nữa, quảng cáo tờ rơi quá trời luôn. Còn có băng rôn chứ. Rồi có phòng khám ngoài giờ nữa nè mọi người. Nó sắp tới trước mặt đó là nhà thờ nha. Nhà thờ với lại chùa ngay trung tâm huyện. Thì cũng quay giới thiệu cho mọi người luôn. Tại vì lâu quá mới về đây á mọi người. Thấy nhiều cái nó khác quá. Mọi người thấy không, cái tàu cao cao phía trước là nhà thờ đấy. Người ta cũng cất lên mới rồi chứ không phải giống như cái cũ hồi lúc trước. Ở đây vẫn có một cái con kênh ven lộ nha mọi người. Con kênh này khá là lớn, xà lan có thể chạy được ấy. Rồi bên đây là nhà thờ nè. Đây là trung tâm điện của huyện của Phúc nè mọi người. Có đây là sẽ đi qua cây cầu. Cây cầu trang trí rất là đẹp nha mọi người. Có cổng chào nữa kìa. Rồi có cờ. Đây là cái con sông. Đây là cái con sông ngay trung tâm huyện của Phúc nè mọi người, rất là lớn luôn á. Cái con sông này xà lan có thể đi ngang qua được nha. Đó là toàn cảnh này. Toàn cảnh đứng ở trên cầu nè mọi người. Bên đây là khu vực chợ huyện.
huyện Cái Phúc là huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An nha mọi người. Ở bên đây là có công an với lại ngân hàng, thì bây giờ Phúc sẽ vào ngân hàng để làm thẻ. Đây, xuống ngay dốc cầu là công an huyện. Kế bên công an đó chính là Ủy ban Nhân dân huyện nè mọi người. Phúc sẽ vào ngân hàng nha mọi người, đây là ngân hàng. Sẽ vào ngân hàng nha. Đây là cái khung cảnh ở bên ngoài cái ngân hàng huyện nơi Phúc ở nè mọi người. Thì ngân hàng xây cũng khá là lớn nha. Tại cái Aribank này hiện tại đây là chi nhánh. Cũng có vài cái ngân hàng khác nhưng mà chỉ là phòng giao dịch thôi. Rồi giờ Phúc sẽ vào bên trong nha mọi người. Phúc đã về tới nhà rồi mọi người, thì bây giờ Phúc sẽ đi hớt tóc nha. Rất là mong ước được hớt tóc khi về Việt Nam mọi người. Tại vì 3 năm rồi chưa có gái tay á. Ở Nhật á, thì mình hớt là nhờ anh em ở chung hớt nè, hoặc là đi ra cái nơi cắt tóc ở Nhật á. Nhưng mà ở Nhật á, thì gái tay rất là đắt á mọi người. Nên là bây giờ là sẽ đi hớt tóc và gái tay luôn nha. Rồi, xin mời mọi người cùng đi tham quan cái tiệm hớt tóc ở chỗ quê của mình nó như thế nào nhé. Rồi xin mời mọi người. Hớt tóc. Cái gì quay cái gì đấy? Quay phim. Đây là cái tiệm hớt tóc cái chỗ xã của mình nè mọi người. Quay phim lên TV luôn. Đâu, đây tiệm hớt tóc rồi mọi người, cái bảng bạc hết rồi. Đây vẫn có người đang hớt. Trời ơi, con mày nó làm món này. Dạ. Lính nghiệp mà. Không. Không. Dạ mới lấy có 30 ngàn à. Cái laptop nữa, đâu quên đó, cái quạt quạt nữa, đi học là vừa đó. Ồ, này giờ thật con mình. Mình ngon. Hớt cái này. Mấy ngắn về sao vậy? Dạ. Đặt trống ghê. Dạ hớt tóc. Rồi, mùa tắc. Vừa mua ký vàng luôn, cái nước hết tay. Bà này nói bà kia không biết ăn cái gì cho nó ngon. Bà ra phân ổng mua mẻ nó cây vàng. Giờ dì tính làm cái gì không cưng? Cưng bút không? Một cây giả hước đó mà tiệm ký kinh cưng con xin mở không thấy. Về cũng có nhà nhưng mà đi cha mẹ khỏi nhà cũng có nhà cũng có nhà. Xưng anh hay gì? Anh. Cái đầu giống Giang. Giống cái trang luôn đó, trên đó luôn. Có phước nhiều hơn. Dạ, nó cũng bị hối. Nó đi bệnh nó làm ổn rồi hả? Dạ, ổn. Nhà nó đi học cái gì đấy, sống ở trong lúc trước làm tiền cái gì.
rồi, bây giờ về tới nhà nè mọi người. Nói chung là cảm giác bây giờ rất là thoải mái nha. Thì hớt là được rái tay luôn, như hồi nãy quay phim đang hớt cả mọi người. Nửa đường cái là hết pin rồi, nên là không có quay khoảnh khắc rái tay cho mọi người xem được. Do đó thì hôm nay là cái ngày mình được giải phóng nè, được nói chung hòa nhập vào cộng đồng đó. Và cũng đi hớt tóc rồi quay cái khung cảnh quê mình. Rồi giống như là những cái dịch vụ hớt tóc đồ mọi người thấy rất là đơn sơ đúng không? Ở quê thì nó như vậy thôi mọi người, nhưng mà dịch vụ cũng rất là chu đáo. Đó, do đó thì hôm nay là quay cho mọi người cái vlog ngắn vậy thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video đến giây phút này. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe. Mọi người cảm thấy hay hãy nhớ like, share, chia sẻ cho nhiều người cùng xem nhé. Ai mới ghé ngang kênh của mình lần đầu nhớ bấm đăng ký kênh và ấn cái chuông bên phải để có thể theo dõi những video mới nhất của mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Bye bye.